phần tay trái màn hình của chúng ta. Trong khi đó Sherman sẽ ra quân với đồng phục là áo đỏ quân đỏ. Và cũng như để tìm quý vị theo dõi thì danh sách đăng ký của hai đội bóng đá quân ngày hôm nay như sau. Bóng vẫn đang được triển khai dành cho Liên Việt. Bốn cầu thủ đang đẩy đi. Vâng, như vậy là có bàn thắng dành cho Liên Việt bóng bàn. Và cầu thủ có bàn thắng ngày hôm nay đó là cầu thủ áo số 12 Phạm Anh Tú. Vâng, như vậy sau rất nhiều nỗ lực của mình thì Liên Việt đã có được tạm thời lợi thế ngày hôm nay. Và liệu đội bóng áo trắng này có thể giữ được lợi thế của mình đến cuối hiệp đấu hay không? Chuyền vào không được. Tình huống chuyền vào vẫn còn quá nhẹ của Minh Đức. Không được. Và những tình huống kéo bóng. Tình huống đi điểm vàng vào. Quá xuất sắc. Phải nói là tuyệt vọng. Vâng, một tình huống dứt điểm và nó rất lạnh lùng của Tung Rooney. Vâng, sau những sự bế tắc cuối cùng Sacoman đã có câu trả lời xác đáng đối với Liên Việt. Tình huống dứt điểm và nó rất tốt. Bóng đi quá mạnh và quá nhanh, thủ môn bên phía Liên Việt là không có nhiều cơ hội trong tình huống cản phá. Và chúng tôi đang nói đến tiền đạo cắm bên phía Sacoman ngày hôm nay, đó là Hồ Ngọc Lĩnh, hay thường gọi là Balotelli, cũng không có chứng điểm, không được. Một cầu thủ có những tình huống xuất xa và nó rất tốt. Đó đúng không được, rất may. Thủ môn bên phía Sacoman đã có một tình huống phản xạ rất kịp thời. Đồng Kha chứng điểm không được. Tenoni, đi điểm không được. Tiếp tục là Tenoni, rất may. Mà Salah, trái tim của Liverpool đã phải rời sân ở một đứa xếp nữa cũng được. Đó là tình huống dứt điểm của Văn Trung. Người thực hiện tình huống đá phạt này là Trần Quang. Sẽ là một tình huống thực hiện trực tiếp hay là phối hợp đồng đội đây? Không phải là Trần Quang mà đó đúng không? Không được, tình huống phối hợp không thành công của cao thủ Liên Việt Bắc Bình. Văn Trung dứt điểm. Vâng, như vậy là có bàn thắng để cho Liên Việt Bắc Bình. Tiếp tục là một siêu phẩm của cao thủ Liên Việt. Câu trả lời xác đáng của Liên Việt. Hai tình huống dứt điểm từ hai điểm phải nói là rất giống nhau từ hai tình huống. Hiệp 1 đó là tình huống dứt điểm của Lê Tuấn bên phía Sa Gòm. Và cũng đã có bàn thắng về hiệp 2 này. Cũng là tình huống dứt điểm của cao thủ. Không được. Tình huống qua người phải nói là rất kinh nghiệm của Ngọc Lĩnh. Trước bóng bây giờ là Văn Trung. Văn Trung dứt điểm. Không có bàn thắng nhào cho Liên Việt. Tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của thủ môn số 8 này. Vẫn là Văn Mèo dứt điểm. Không vào. Tình huống dứt điểm bóng đi rất nguy hiểm. Những nỗ lực cuối cùng của Sacom. Văn Mèo không thể qua được cao thủ áo trắng. Vâng, như vậy trọng tài cũng đã thôi coi kết thúc trận cầu ngày hôm nay, trận cầu giữa Sacoman và Liên Việt Bắc Bình. Kết thúc trận cầu thì tỷ số cuối cùng 2-1 nghiêng về cho Liên Việt.